Lại với cả nhà là tôi xin giới thiệu, tôi tên là Tần, năm nay 36 tuổi, tôi ở thị trường Sơn La. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình là tôi dùng Formula 4. Cách đây 1 tháng rưỡi thì tôi có đi cắt cái mí mắt này, cắt mí mắt và bóc mỡ. Thì cái bạn chủ spa, bạn ấy bảo với tôi rằng là cái ca của tôi, bạn ấy chưa làm một cái ca nào nặng như ca của tôi. Bạn ấy làm cho tôi từ 2 giờ chiều mà đến tận 6 giờ tối mới xong hai mắt này. Mà tôi rất là đau nhức, nhức kinh khủng và không muốn mở mắt luôn. Thế sau khi làm xong thì bạn dặn tôi là chị phải về nhà mua thật nhiều kháng sinh vào uống, chứ không thì sợ bị nhiễm trùng, sợ bị ảnh hưởng ấy. Thế về nhà thì mình cũng không uống kháng sinh mà mình dùng hoàn toàn Formula 4. Và uống hết một lọ Formula 4 thì làm 7 ngày thì ra bắt đầu để cho bạn ấy cắt chỉ. Thì bạn ấy ngỡ ngàng, bạn bảo là ôi sao của mình mà lại không thấy bị tím, không thấy bị sưng mà lại vết cái chỗ sẹo đây này, mình cắt tận hốc mắt này luôn mà sẹo cũng có luôn. Thì bạn thấy là mình thấy rằng là cái Formula 4 có tuyệt vời, kháng viêm, kháng viêm này, kháng sưng và chống phù lề. Và về nhà mình uống luôn 30 viên cái hôm đấy nhá, không nhức luôn, đêm ngủ ngon lành và những ngày hôm sau cũng không thấy nhức, không bị tím. Thì mình thấy rằng cái Formula 4 là cái trải nghiệm về về bản thân mình thấy quá tuyệt vời và mình hoàn toàn tin tưởng vào CBD. Rất là cảm ơn CBD ạ.